Em ruột vỡ nợ phải đi trốn, vợ Tuấn Hân treo status chửi thậm tệ. Chồng thẳng tay cắt quan hệ. Gia đình Tuấn Hân đang lao đao khổ sở vì chính thói ăn chơi của em vợ. Mới đây, bà xã Tuấn Hân đã không kìm nén nỗi sự bức xúc, đăng tải một status chửi bới chính em trai ruột của mình. Được biết, em vợ Tuấn Hân đang vỡ nợ và phải đi trốn, làm liên lụy đến cả nhà. Dù đã được vợ chồng anh chị cu mang giúp đỡ, nhưng em trai Hương Baby vẫn ngựa quen đường cũ, ngày càng bết bát. Không những thế, anh Dũng, tên em trai Thu Hương, còn quay ra chửi giả chị gái. Vợ Tuấn Hân nhiều lần nhấn mạnh gọi em trai là con chó và dọa đừng để tao gặp được mày nhé. Tuấn Hân cũng đã lên Facebook cảnh báo anh em bạn bè không được cho em vợ vay tiền. Nam ca sĩ cũng cho biết anh và gia đình đã không còn trách nhiệm gì với cậu em kể từ khi cưới vợ. Cách đây ít lâu, Tuấn Hân cũng lên Facebook dằn mặt, đòi bắn vỡ sọ những kẻ tìm Hương Baby để đòi nợ thay em trai cô. Status soi máu của vợ Tuấn Hân dành cho chính người em ruột của mình. Tất cả anh em của tôi khắp nơi lưu ý, Dũng cậu đang trốn nợ gia đình chưa tìm được. Tuyệt đối các anh em không được bao che và cho nó vay mượn tiền dưới mọi hình thức. Tôi và gia đình đã không còn trách nhiệm với nó với bất kể lý do gì kể từ ngày nó lấy vợ. Tuấn Hân thông báo tình hình cho mọi người biết. Tao nhắc cho chúng mày rõ nhé, thằng Dũng nó nợ tiền chúng mày thì tìm nó mà đòi. Thằng nào đến nhà hàng tao đòi gặp vợ tao làm gì? Bố bắn vỡ sọ chúng mày đấy, mấy con chó. Tao đang ở Sài Gòn, 2 ngày nữa tao về tới, thích gì thì gặp tao. Tháng trước, Tuấn Hân đã lên tiếng bảo vệ Hương Baby khỏi những kẻ đòi nợ em vợ. Em vợ Tuấn Hân kết hôn hồi tháng 1 năm nay, em ruột Hương Baby và vợ của mình. Loạt sau việc bức xúc khi YouTuber làm náo loạn cười nói rơm rạ ở đám tang nghệ sĩ anh Vũ. Đám tang là chỗ uy nghiêm, chốn mà mọi người mang một nỗi mất mát, nhưng giờ đây lại bị xuất hiện những cảnh tượng thiếu tế nhị. Thấy những viễn cảnh kém duyên ồn ào và chen lấn tại đám tang thì những đồng nghiệp của anh Vũ không thể kìm được sự bực tức. Khoảng hơn một tuần qua, thông tin về đám tang của nghệ sĩ hài anh Vũ đã xuất hiện dày đặc trên khắp các diễn đàn với từng chi tiết cụ thể. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ thì đến khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua 9 tháng 4, thi thể của anh đã được đưa đến sân bay Việt Nam và sau đó lại về chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để gia đình người thân được nhìn anh lần cuối cũng như thực hiện nghi thức mai táng. Ngoài việc xuất hiện các nghệ sĩ đi viếng gây chú ý của khán giả thì sự tham gia của người dân, các YouTuber làm náo loạn đám tang đã gây rất nhiều tranh cãi. Họ chen lấn xô đẩy và có đến hàng trăm máy quay cùng một lúc để có được những chi tiết tại nơi này. Trên trang cá nhân, Ngọc Lan đã rất bức xúc khi thấy sự việc ồn ào nơi đám tang lại có những người đến chụp ảnh tự sướng hớn hở cô thẳng thắn. Khi thời đại 4.0 lên ngôi, khi mà người ta chẳng cần quan tâm đến nội dung, chỉ cần lượt view cao là họ có thể chiếm chệ mỗi tháng nhận 400-500 triệu thì đây, hệ quả của việc này là đây. Khi mà trước đây các bạn lên án các phóng viên đi tác nghiệp đám tang thì giờ đây các bạn nhìn xem, trong những tấm hình này có ai là phóng viên không hay chỉ toàn những con kền kền, hôi thối đang chực chờ để kiếm tiền. Có tàn nhẫn quá không các bạn? Đồng tiền rót về tài khoản của các bạn mỗi tháng vì những chiêu trò như thế này, các bạn ăn có ngon miệng không? Giờ mới thấy tội phóng viên, họ cũng chẳng vui vẻ gì tác nghiệp những sự kiện này, nhưng vì đó là công việc, sếp giao, sao làm vậy? Nhưng họ cũng không quá đáng như những con người này. Họ chỉ âm thầm lặng lẽ tác nghiệp vì họ có trái tim. Không lẽ giờ tôi nói mai mốt đám ma của tôi mà đứa nào làm cái trò này tôi vặn họng tại chỗ chứ? Cảnh tượng khi nhìn vào cũng chẳng nói nên lời. Ngọc Trai cũng không thể kiềm chế được niềm vui khó hiểu của những người lạ mặt này. YouTube Việt Nam, tôi nghĩ các bạn cần kiểm duyệt nội dung kỹ một chút nhé. YouTube Việt Nam mới nhú, tôi không ngờ là các bạn đối view một cách bất chấp như vậy. Nếu không tự mình nghĩ ra được content hấp dẫn thì các bạn có thể học tập các YouTuber nước ngoài mà. Cần thiết chi các bạn lấy ngày buồn nhất gia đình người ta làm dụng cụ câu sự chú ý. Tan gia đang bối rối, mà ống máy quay cứ chỉa như giải Oscar. Người với người thì ồn ào bát nháo, thì xin hỏi còn tí gì sự trang nghiêm, còn chút gì sự tôn trọng người đã khuất. Đặt trường hợp là các bạn có thấy buồn và khó chịu khi đám tang mà người cười nói như đám cưới không? Tôi chỉ sợ một điều, các bạn sẽ nói không buồn vì các bạn thích được chú ý như vậy. Và nếu các bạn biến chất đến mức lầy, lấy chuyện đau buồn làm điều hãnh diện thì tôi thực sự không còn gì để nói. Tôi suy nghĩ thế hệ chúng ta được hưởng sự giáo dục đầy đủ thì phải biết suy nghĩ hơn và hành xử kiểu dân trí thấp chủng như vậy. Nếu các bạn dân trí thấp thì các bạn sù lông. Nhưng nhìn hành động của mình đi, có cao sang được miếng nào không, có đáng không? Thật tình tôi muốn xin lỗi những ai lỡ đọc trang trạng thái này của tôi không muốn viết đâu.
Nhưng thật sự tôi bức xúc quá, riết xã hội điên rồ hết rồi. Loạt các nghệ sĩ như Hoàng Mập, Tiến Luật, Mai Phương, Ái Châu, Quốc Thuận, Pha Lê cũng đang rất đau xót vì đám tang của đồng nghiệp không được diễn ra trọn vẹn và êm ấm. Pha Lê: bởi em rất nản, em tới sớm nhất và về luôn, ai đề nghị chụp hình em cũng không đồng ý. Quốc Thuận: nãy tôi mới bước tới cổng chùa thì bị vài đôi móng vuốt kéo đòi chụp hình chung, gương mặt ai cũng cười hí hí, tôi rủ vô chụp chung với cái hòm luôn. Những bàn tay từ từ rút lại, bảo vệ chỉ cho tôi vô. Tiếng Luật: quá tàn nhẫn, đôi khi phải chấp nhận, nhưng nó khắc nghiệt quá em. Hoàng Mập: đau lòng quá em ơi. Sự ra đi của một nghệ sĩ tài năng hiền lành là cả một sự hụt hẫng mất mát đối với mọi người. Nhưng tại sao lại có những cá nhân có thể vui cười tự sướng thả tim tại không gian uy nghiêm này? Đây vẫn là một câu hỏi lớn mang nhiều nỗi đau. Trịnh Kim Chi, anh Vũ cô đơn và khó khăn trước lúc mất. Từng được anh Vũ tâm sự nhiều chuyện nên nữ nghệ sĩ hiểu nỗi lòng và hoàn cảnh của anh, đau buồn khi anh ra đi đột ngột như thế. Chiều ngày 9 tháng 4, sau khi làm lễ viếng cho nghệ sĩ anh Vũ tại chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Đào Vân Anh được người nhà dìu ra ngoài nghỉ ngơi. Không kìm được sự xúc động, cả hai liên tục khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp thân thiết. Từng gắn bó với nhau, lại thường được anh Vũ nhiều lần mở lòng tâm sự những chuyện thầm kín. Có nhiều chuyện không thể kể lại, Trịnh Kim Chi hiểu được anh Vũ là một người rất cô đơn và khó khăn. Vì thế, cô chỉ mong anh Vũ linh thiêng ở nơi chính suối phù hộ cho ba mẹ nhiều sức khỏe, vượt qua nỗi đau này. Gia đình của Vũ cũng khó khăn, bây giờ bạn mất cũng là tổn thất lớn, Kim Chi cho biết. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Trịnh Kim Chi vừa có dịp làm việc với anh Vũ trong chương trình Táo Quân. Lúc đó, cô nhận thấy người bạn của mình hay quên, nhưng chỉ nghĩ đó là triệu chứng bình thường. Khi ngày càng lớn tuổi, anh Vũ vẫn giữ tinh thần lạc quan, bị té bầm mắt, vẫn bảo không sao, mọi người đừng lo lắng. Khi mọi người báo Vũ đi rồi, tôi bàng hoàng không thể tin sự thật phũ phàng ấy. Trịnh Kim Chi nhớ lại anh Vũ là một người vui tính. Cứ mỗi đêm diễn của anh tham dự hậu trường là phòng hóa trang lại náo nhiệt, vì anh thường hay bày trò một cách hài hước tự nhiên. Mới hôm qua các diễn viên trong sân khấu vẫn ngồi lại nhắc kỷ niệm trò đùa của anh Vũ bày ra. Trong công việc, anh Vũ là người có trách nhiệm cao, đặt chất lượng lên hàng đầu. Anh thường nhắc mọi người cùng ôm tập thoại để tránh gặp sự cố trên sân khấu, khiến khán giả không hài lòng với vở diễn. Nhiều lúc anh Vũ muốn đi chơi với mọi người, nhưng công việc cứ cuốn mãi khiến anh quyết tâm hoàn thành. Tạm gác lại niềm vui bản thân, Trịnh Kim Chi cũng nhận xét đồng nghiệp quá cố, vốn thẳng tính. Không thích thì nói thẳng rồi bỏ qua, đôi lúc tính cách đó làm cho người khác cảm thấy phật lòng, khó gần gũi. Nhưng những người thân thiết đều thể hiểu, con người anh Vũ sống rất thật. Nghệ sĩ Hồng Tơ, dù thương tiếc đàn em vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh. Thời điểm hay tin anh Vũ qua đời, nam nghệ sĩ ở Pháp nên cảm thấy bối rối, nhanh chóng kiểm tra thực hư và nguyện cầu đây chỉ là trò đùa ác ý ngày cá tháng 4. Vũ ra đi ở tuổi 47 quá sớm, gừng càng già càng cay, tuổi này mới là lúc bắt đầu làm nghệ thuật chín chắn và nghiêm túc hơn. Tận đáy lòng tôi thương tiếc em. Dù mong muốn ra tận sân bay đón linh của em, Hồng Tơ được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bảo ở sân bay có nhiều thủ tục phức tạp, nên anh quyết định đến ngay chùa Ấn Quang thắp nén hương, tiễn biệt từ trưa 9 tháng 4. Hồng Tơ kể thêm, anh và anh Vũ có mối quan hệ anh em giúp đỡ nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sau này, họ ít hợp tác nhưng vẫn giữ liên lạc. Thậm chí khi Hồng Tơ hỏi ý kiến chuyện cách xê nhận show, anh Vũ sẵn sàng chia sẻ để tránh thiệt thòi cho đàn anh. Đây là chuyện tế nhị mà không nghệ sĩ nào cũng sẵn lòng nói với nhau, khiến Hồng Tơ cảm kích. Trong những câu chuyện anh Vũ tâm sự nhiều về nghề, bảo anh thấy buồn vì show không còn nhiều như trước nữa, Hồng Tơ liền trấn an, đây vốn dĩ là chuyện bình thường, tình hình chung của sân khấu hiện tại. Hồi xưa, anh em chúng tôi có thể chạy hơn chục show mỗi đêm, nhưng sân khấu tạp kỹ dần dẹp hết, sân khấu cũng bão hòa. Không nhiều khán giả tìm đến nhiều nữa, nghệ sĩ hài giải bày. Sau này, dù không làm việc nhiều, Hồng Tơ vẫn dành sự theo dõi. Nhận thấy anh Vũ có thay đổi phong cách riêng trong lối diễn, em hay nghiên cứu về thơ, tôi nghĩ điều này không phải đơn giản, bởi cần có vần điệu duyên dáng và thích hợp bối cảnh, nên luôn ủng hộ em. Hồng Vân tiết lộ hiện tượng lạ trên mặt anh Vũ trong lần cuối trang điểm, tin đàn em mãn nguyện khi được về nhà. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cảm nhận được niềm vui và mãn nguyện của anh Vũ trong ngày thi hài anh về bên gia đình. Sau khi ca sĩ Lê Ông Vũ hộ tống thành công thi hài anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam, đám tang của cố nghệ sĩ đã được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của anh tổ chức long trọng tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối qua.
là người luôn sát cánh bên thân nhân anh Vũ và đứng ra lo liệu mọi việc. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có những chia sẻ xót xa về người đàn em thân thiết trong ngày đầu tiên khi Hải Anh về Việt Nam. Trong không khí đau thương, nhiều đồng nghiệp đến tiễn biệt anh Vũ. Ngay cả những nam nghệ sĩ cũng không cầm được nước mắt. Gia đình cố diễn viên đáp lễ quan khách. Mới đây sau ngày phúng viếng đầu tiên, nghệ sĩ nhân Hồng Vân có vài lời tâm sự về đàn em thân thiết. Nghệ sĩ cho biết, trong lần cuối sửa soạn và trang điểm cho anh Vũ, chị phát hiện trán và quần mắt của cố nghệ sĩ lấm tấm một chút mồ hôi. Đây không phải là hiện tượng lạ và Hồng Vân cũng đã giải thích luôn là do thay đổi khí hậu và áp suất không khí mới làm cho mặt căng ra mới có. Tuy nhiên, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ lại có thêm một niềm tin tâm linh rằng chắc chắn anh Vũ đang vui và mãn nguyện khi được trở về nhà gặp lại mọi người. Chia sẻ với truyền thông tại chùa Ấn Quang trước giờ bắt đầu lễ viếng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn cho biết hiện tại anh Vũ đã về tới chùa được gặp ba rồi, còn mẹ thì chưa thể gặp vì bác gái phải nhập viện cấp cứu. Phía gia đình không có quá đông đúc thành viên nên sân khấu, kịch có cho thêm người qua hỗ trợ cùng với chính quyền đảm bảo an ninh. Sau 3 ngày phúng viếng tại chùa Ấn Quang, lễ động quan sẽ diễn ra vào sáng 12 tháng 4 và cố nghệ sĩ anh Vũ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.